Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo người dân cho biết, khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bốc cháy từ ngôi nhà 4 tầng và được biết là có khoảng 3 người đang còn mắc kẹt ở trong ngôi nhà này và lực lượng chức năng đang còn điều nhiều xe cứu hộ đến để khống chế đám cháy và đã có 3 xe cứu thương cấp cứu đã vào ngõ để đưa những nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Sáng nay ngày 8 tháng 7 đã xảy ra đám cháy lớn tại một ngôi nhà 4 tầng trong ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã tìm cách dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. Đây là cái đội phòng cháy ở dân xung quanh này, mấy tổ đây là đến giúp rồi. Nhưng mà nó không dập được thì từ lúc 5 rưỡi là hai xe phòng cháy chữa cháy đến rồi. Cửa là đã khoét rồi. Vào trong rồi, nhà rất bé, nó đang cháy sang lan sang cả nhà 24 đằng sau. Còn nhà đằng trước dập xong rồi. Nhà này là nhà làm neo cho nên là nó nhiều hóa chất. Mới đầu thì cháy dưới mà không có chìa khóa mở cửa, chắc là lúc ấy cuống lên rồi không mở được cửa. Mà trong đó thì toàn là hóa chất của cái nhà đó, nó xảy ra ở tại cái ngôi nhà đó, nó cháy dần dần từ 5 giờ sáng đến giờ đến. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tại chỗ để dập lửa. Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà dân kết hợp với kinh doanh làm đẹp móng chân, móng tay. Đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết, hệ lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng khống chế đám cháy, tiếp cận bên trong ngôi nhà nên chưa có thông tin chính thức. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, khói đen vẫn bốc ra từ hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng dập lửa để tiếp cận ngôi nhà bên trong.